Sáng ngày 2 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng với hai tài xế điều khiển xe ben ép ô tô con trên cao tốc. Trước đó, ngày 16 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai xe ben liên tục chèn ép một xe ô tô trên cao tốc Lào Cai, đoạn thuộc địa phận xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Chu Việt C, sinh năm 1983, trú tại Đoạn Hùng, tỉnh Phú Thọ, khai nhận khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, tài xế điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19C đến km 153 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, hướng từ Lào Cai đi Hà Nội, đoạn đường cao tốc hạn chế hai làn đường xe chạy. Ở giữa có dải vạch sơn liền song song màu vàng thì bất ngờ ô tô con mang biển kiểm soát 99A vượt bên phải và tạt đầu ô tô của tài xế Chu Việt C. Bức xúc, tài xế Chu Việt C đã điện thoại cho tài xế Lê Hữu C, sinh năm 1975, điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19H đi cùng đoàn hỗ trợ cùng ép, dừng ô tô con trên để nói chuyện phải trái.